Chào các bạn, hôm nay mình thi công cái máy chuồng lọc 8kVA ở Tiểu Cần các bạn ơi, xã Long Thới, tỉnh Trà Vinh các bạn. Đây cây anten cũng chạm nơi đặt máy đây các bạn ơi. Ngay trước cửa chạm luôn, cây anten bên kia là của chạm Vinaphone các bạn. Hiện tại thì mình vào chạm thì tình trạng máy như này họ bảo là không ra điện nữa các bạn. Chạy lên chỉ ra 10V nữa các bạn ơi. Mình có chạy thử rồi. Nó chỉ ra 10V rồi. Bộ điều khiển của máy này là DSE4410. Hiện tại sau khi kiểm tra thì mình thấy đầu phát cháy mùi khét lẹt các bạn ơi. Ngửi thấy mùi khét lẹt cháy và nó không đủ để kích điện ra 220, nó chỉ ra được 10V, máy nó cứ đề 3 lần nữa các bạn. Mình thay cái AVR mới vào để thử kiểm tra nè, nó vẫn y chang cái AVR cũ các bạn. Cho nên cái thằng này thì cũng chưa thể kiểm tra được là nó có chạy được hay không nha. Mình phải quấn lại đầu phát, tháo ra rồi mang về quấn lại đầu phát đó thì mới gắn vô kiểm tra lại được. Rồi xui rủi thế nào hồi nãy lại thấy cái bộ sạc này nó bị nổ cái tủ nữa các bạn. Nó nổ cái tủ nó rụng đây nè. Đó các bạn nhìn thấy không? Mình đã sát rồi nè. Đó cái tủ nó rụng nó rớt xuống dưới đó. Ở trên đây nó nở hoa giấy luôn này các bạn. Đó. Bạn thấy giấy nở hoa không? Mà hiện tại đèn sạc với đèn nguồn vẫn đang còn hoạt động cho nên là tí nữa mình kiểm tra coi. Hiện tại là phải tháo hết cái nắp ra rồi và tháo các cái dây quấn như đầu phát ra các bạn ơi. Tháo hai cái ốc ở ra, các cái dây mà nó còn giằng nối từ trong đầu phát ra máy á. Rồi sau đó là mình mới tháo từng các chi tiết đầu phát khác. Nắp trục bảo vệ của cái cánh quạt đầu phát đó các bạn. Tháo ra để mới có chỗ để mở 16 con ốc ở đỡ cái đĩa quay với lại đỡ cái vỗ đầu phát vào cái động cơ các bạn. Nhất là lằng nhằng rắc rối nha các bạn. Những người mới vào mà đấu dây mà không làm mẫu có khi là quên nha. Thế các bạn, cái cánh quạt của đầu phát, cái cánh quạt này có nhiệm vụ quay theo đầu phát để giải nhiệt cho đầu phát nha các bạn. Ở phía trong cái cánh quạt đó là nó có một cái đĩa đó là chính là cái tiếp xúc với lại cái trục quay chuyển động của động cơ để quay đầu phát đó các bạn. Nó có 8 con ốc để bắt cái đĩa đó vào. Tham mắt nó nằm trong, chúng ta phải dùng cái điếu 13 để chúng ta mở nha. Có những đầu phát khó thì chúng ta phải dùng cái khúc cũng ngắn của cái lục giác đó các bạn. Còn đây là đầu 13 ly cho nên là mình dùng điếu 13. Mình quay gần cho các bạn xem nha. Để có thế thì chúng ta phải quay con ốc về phía đó thì mới có thế. Đó, bạn thấy không, đang mở dần dần ra 8 con. Và có 8 con bên ngoài nữa. 8 con bên ngoài thì dùng để đỡ cái trục đầu phát, vỏ đầu phát đó các bạn. Đó, ốc của nó đó. Tổng cộng phải tháo hết 8 con nữa các bạn. 13 ly, do người gen thì 10 ly các bạn, còn đầu óc thêm 13 ly. Đó, các ốc trong ốc ngoài đã tháo hết rồi các bạn. Mà cái đầu phát này nó bị cháy om dây, nó đen thui đó các bạn. Này là toàn bộ dây nó đã bị om hết trơn rồi các bạn ơi, nên nó không ra đủ điện. Cháy hết. Cái máy này họ lắp đặt, họ sắp xếp
dạng tới dạng lui rất là khó mở đầu phát nha các bạn. Phải mở hết cả vỏ ngoài của máy luôn ạ. Đó, ốc đó. Ốc nhiều đó là đang còn nữa chứ lấy ra hết đó các bạn. Lấy ra hết cho phải cỡ đầy cái lon. Đó, cái thanh đỡ ở dưới cái đầu phát đó các bạn, rất khó mở. Chuột cắn nha các bạn. Thấy vết chuột cắn không? Đó, vết chuột cắn đó. Dây cháy hết. Đó, bạn thấy không, mở bông ra hết luôn rồi, thì như giã cái máy ra luôn rồi, mất tốn rất nhiều thời gian nha các bạn. Này, hiện tại nó còn hai cái đế ở dưới á, hai đế ở dưới nó giằng tới giằng lùi á, phải tháo hết ra rồi đưa qua cờ lê có cái kẽ để giữ để bạn hai góc trên này mới lôi cái đầu phát ra được các bạn. Sau đó chúng ta sẽ chằng dây qua hai cái móc của cái đầu phát đó rồi chúng ta ghim ra thôi. Sau này lắp là phải lắp theo chiều ngược lại, cũng mất rất nhiều thời gian. Có những cái đầu phát nằm ở vị trí thì mở dễ, cho mình không phải mở nắp ra. Mở nắp cũng mất rất nhiều thời gian. Đầu phát này cũ Little Better các bạn ơi, chính hãng Anh nha các bạn. Lắp lại thì chúng ta sẽ lắp theo chiều ngược lại. Mạch điều chỉnh điện áp AVR thì nó nằm ở trên đó luôn, trong cái thùng đó luôn, là đại nắp lại là chuột nó sẽ không vào, nó cắn phá các bạn. Đó, lấy cái đầu phát ra rồi đó các bạn. Hai cái thanh đó nó cũng ra ngoài đó luôn đó các bạn. Bạn thấy cực khổ không? Hầu như lấy hết đó các bạn. Mặt bích để có 8 con ốc để bắt cái đĩa để xoay cái đầu phát đó. Khi đầu phát xoay sinh ra từ trường thì sẽ sinh ra dòng điện đó các bạn. Bộ điều chỉnh điện áp thì sẽ điều chỉnh cái đọc từ trường đó để ổn định ra 220 các bạn. Còn 8 con ốc bên ngoài thì để đỡ cái vỏ đầu phát có 2 tầng, tầng vỏ với tầng ruột. Mình đang di chuyển trên cung đường hoa ở cầu kè Trà Vinh để sang trạm bên cồn Tân Quy các bạn ơi, sẽ có video nhé, bạn đón xem nha. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video của mình, hãy ủng hộ mình một sub và like và share, comment để trao đổi ý kiến nhé. Chúc các bạn luôn may mắn và thành công trong cuộc sống ạ.